viên. Nay con nghe Đức Phật tuyên truyền trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng dạ. Nay đối với Đại Thánh Địa Tạng xin được phát nguyện lời này. Con nguyện từ nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị Lai Nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y, nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị Lai Nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyết dụ, khiến cho thấy thải tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hào làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi sốt mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà giáo hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí tuệ mở mang, mọi nghiệp chứng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sinh tử thành bào Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện tham gia cộng đồng Địa Tạng dặn do cứu độ thân duyên, phẩm thứ 13. Đức Phật giao phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa dẫn Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở các mười phương khen người tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tám bộ chúng đây một lần nữa, đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi cả ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào các ác đạo, dầu là chừng một ngày một đêm, huống chi lại để cho chúng đó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến muôn nghìn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối nát, thối thấp, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tánh của chúng đó, hầu làm cho chúng đó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta cần đem chúng trời ngươi giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông, mãi trần, hạt cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần đạo hạnh vô thượng, cho để họ thối thấp. Là vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hạt có trời hai người nào đó phải theo nghiệp mà thọ báo bị họa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu hệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sinh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời nay, đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông, đừng đại thần dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Hai Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu như có thiện nam, người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát cho người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sinh tử. Hơn nữa là ngay các việc lành rồi, luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, không bao giờ còn thối chuyển. Ba, hư không tạng bạch hỏi. Lúc này Địa Tạng Bồ Tát bạch
Lời nói trên đó vừa xong, trong Pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạch Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen, ôi thần thể lực không thể nghĩ bàn cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau, hà có người thiện nam cùng người thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng nghe kinh điển này và nghe danh dự, khen tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng vốn chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều bất lợi, cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói được việc ấy cho. 4. 28 điều lợi. Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát rằng: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng người thiện nữ nào nhìn thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục, vật báo và bố thí, cúng dường, ngợi khen, chiêm lễ thời ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. 1. Các hàng trời rồng thường hồ niệm. 2. Quả lành ngày càng thêm lớn. 3. Chứa nhóm nhân vô lượng thượng của thánh. 4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước. 8. Không có bị hại vì trộm cướp. 9. Người khác thấy đấy xin lòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo độ trì. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sinh về cõi trời. 15. Hoặc làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng được tỏ ý. 18. Quyến thuộc an vui. 19. Các tay và ốc thường đều rất sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22. Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ. 24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sinh về cõi vui sướng. 25. Các bậc thánh nhân ngợi khen. 26. Cam tánh lanh lợi thông minh. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. 5. 7 điều lợi. Là vậy nữa này Hư Không Tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đến ủng hộ. 4. Không thối thất Bồ Đề. 5. Bổn lực được tăng trưởng. 6. Việc đời trước đều rõ biết. 7. Rốt ráo thành Phật. 6. Đại hội tán thánh. Bây giờ bất khả thiết tất cả các Đức Phật và Đại Bồ Tát cùng 8 bộ chúng trời rồng ở 10 phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen, tuyên bài sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ, bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời Đao Lợi rủi vô lượng hương hoa, thiên y, chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.